với toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Trọng và kinh biến, các cổ xưa thường có câu Thổ Châu hỏi vợ làm nhà, trong ba biển đó biển nào cũng to. Vâng, kính thưa tập thể quý vị, Thổ Châu là tìm cho mình một công việc, nuôi sống bản thân mình, còn hỏi vợ là những giây phút thiêng liêng, cũng là giây phút hạnh phúc bên người mình yêu. Còn làm nhà cũng là một việc hết sức là quan trọng. Các cổ xưa thường có câu an cư thì mới lạc nghiệp, bởi vì ngôi nhà là nơi chứa được nhiều tình cảm. Những giây phút thiêng liêng nhất, giây phút hạnh phúc nhất mỗi khi chúng ta vận lộn công việc ở ngoài, chúng ta luôn mong muốn trở về với ngôi nhà thân yêu của mình, đúng không quý vị? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, có thể có một ngôi nhà tuyệt vời, khang trang, sạch đẹp, đó là điểm mơ ước của biết bao người, đúng không ạ? Và gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng vậy, cũng ao ước có một ngôi nhà để dành cho đại gia đình mình. Vâng, và sau nhiều năm gom góp tích góp dành dụm thì ông bà cũng đã có được một khoản tiền kha khá. Và cách đây khoảng 6 tháng thì đại gia đình cũng đã bàn bạc với nhau và đi đến quyết định xây cho đại gia đình một ngôi nhà mới. Và sau nhiều ngày, nhiều tháng được các bác thợ xây cũng như đại gia đình được xây dựng thì cũng công trình của ông bà cũng như đại gia đình cũng đã hoàn thành xong. Và đó chính là ngôi nhà khang trang sạch đẹp trước mặt tập thể quý vị đây. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, đại gia đình cũng đã long trọng tổ chức buổi đại lễ mừng tân gia đại cát. Và sự góp mặt đông đủ của tập thể quý vị, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã không quản ngại đường xa xa xôi để cùng nhau trở về đây chúc mừng. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và là niềm vinh dự lớn lao của đại gia đình. Và để có đôi lời phát biểu cũng như bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của toàn thể quý vị, thì xin mời một vị đại diện của đại gia đình chúng ta sẽ có một đôi lời câu phát biểu để gửi gắm cũng như là cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thì mà đại gia đình cũng đã ủy quyền cho ban tổ chức để truyền đạt tới mọi người với những lời cảm ơn chân thành nhất. Và ban tổ chức xin được thay mặt cho gia đình bằng gửi tới toàn thể quý vị bằng tiếng Thái ạ. Thế là sáu chiếc phò mè phiên ông ải ếm ở sướng, ở sướng ải ếm hân rào ý, có dẹp tín tó bản tóc uống, có lại lại bì, ở hân rào rào khoái, có may ló tó khát, cơ bà, ở cho phiến cho thái, trên hư ải ếm ở cửa trắng lầy, nhai bón má ướp ma sú bón lì, sướng ải hân rào ếm ở cửa dẹp mồm đèo đầu, trên hư mèn mưa lì bên đi, hư mèn mưa lì bên trăng, mưa sắn bếp chép, mưa nẹp chép lì, bì chân vần mà, ở ải ếm ở cửa trắng lầy vườn, bán cô mới bón lung tà, mới ảo mới à chú côn ma phong, mới lại ải lại nông. Ba muộn bưng cho ngân máu trên cả những lại hiện ải nòng thao nhân xuống lại na lúc tà to dưới lại bàn đi nòng bàn thao xuống lại phương ở phòng còn thấy lắp nửa sửa đi biểu kiệm ở bang xỉa nả bìa hay bất trà bang xỉa nả bìa na bất hủ ở phần dây cán bộ có bang cơ quan ở mắt trong mưng hân máu hải êm hân rào của tiếng anh đi cờ ba máu cờ bắc mi sang hơn xưa ở xó chúc hở bò mẹ đi nòng hâu ở cờ hào hắn xiêm sau ở phủ dệt bìa bản nữa tướng chào bản nữa phủ dệt quán mướn hơn tướng chào hù phủ bài chơi lại tướng mật phòng phủ rú nòng rú ma mi bà tờ màu chúc hở ải phật thảo yên kế phật cờ nà lón lạnh lao sớm mai báo xảo chủ chơi lưng hần chúc hở bò mẹ đi nòng mi nà mini phật cờ hào hắn xiêm sau diệt sang lầy cay sang phim ở phú mắc phục khơi hải mắt lầy với to phật bụng phú mắc phùng hở mắt lầy với to cầm phần ở dệt hai mắt cà phê lầy mắt má phú mong phần phi đứng lầy hoi tận chút điều mới đáp bò mẹ đi nòng đó đi nòng cần tôi mưa như lại đi nòng ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đó là những lời ủy quyền của đại gia đình hạnh phúc đã ủy quyền cho MC truyền đạt đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và để ngay đến phút này xin trân trọng kính mời MC Quảng Thượng sẽ nâng lên những chén rượu để nâng đến đại gia đình hạnh phúc của chúng ta cũng như để khai tiệc chung vui cùng gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bắt đầu chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị các bác trưởng mâm, chúng ta hãy cùng rót ra những ly rượu của mình thật đầy thật tràn và cùng nâng lên thật cao để chúc thân gia đại cát cho gia chủ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì đại gia đình hạnh phúc sẽ có những chén rượu để nâng đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia chủ xin long trọng cảm ơn toàn thể quý vị, sự có mặt của toàn thể quý vị anh chị đã góp phần tô điểm cho buổi lễ thần gia đại cát cho gia chủ hôm nay tăng thêm ấm cúng lịch sự trang trọng hơn rất nhiều. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy nâng ly rượu của mình lên thật cao để cùng chúc mừng tân gia. Chúc mừng
Tân Gia Đại Cát cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào kính mời thân mến. Ý đồng ơi, họ can khám chén lao thần tướng được chúc hờ của Mia Hải Yên thân nào, lại hứa nào phá mạng chén lại Hải Yên đồng ơi. Ông thần tướng cần tôi thân nhớ chúc hờ Hải Yên anh bà gửi ai hơn cuộc kỳ ngay mà đi lại hứa nào phá mạng để kinh phát tay mà khử đi Yên đồng ơi. Từ nước bà mẹ từ đầu nữa ốc kêu lâu tốn cử nữa ơ xó chúc hả xưa mày luôn nữa lưng chơi hảo hoàn trường sầu ơ khỏe tất máy cày giật lại tất máy khảo nữa xưa mày luôn nữa xó chúc hả xưa mày xưa mỹ ở lưng chơi với chặn xưa thường bò cay ở nhất thường xưa lầu nhất thầu xưa xưa mai nữa xưa mỹ xưa em ơi ơ hảo hoàn nữa không bị nữa và xin phép MC anh Dũng Đạp nhịp cầu nối giữa tân gia chủ cũng như đến toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hô thật to được không ạ. MC anh Dũng xin phép bắt nhịp 1 2 3 rô hai ba rô hai ba chúc mừng Tân Gia Đại Cát được không quý ơi. Anh em ơi bé quá nhỉ. Anh em ơi hey. 1 2 3 rô 2 3 rô 2 3 chúc mừng vâng xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hảo Hoàn nữa đang bị nữa Hảo Hoàn nữa có đại số mạng của bé Hảo Hoàn nữa ngân nào phá mạng để kịp phát tay mà khởi nữa. Vâng xin được chúc cho Tân Gia Đại Cát của chúng ta cho buổi trưa hôm nay Tân Gia Đại Cát, Tân Lộc, Tân Tài, Tân An Khang. Và chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho những gì tốt đẹp nhất dành cho đại gia đình chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Hảo Hoàn ơi, Hảo Hoàn ơi, xong rồi xong ai thằng cánh Hải Hiếm, muốn lũ một lần. Hảo Hoàn ơi, em thì cả nhân nhà khi lầu con sẽ đọc đi rồi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và khách mến, như vậy là buổi lễ Tân Gia Đại Cát.